xin gửi lời chào tới tất cả quý vị các bạn. Tôi đang có mặt tại nhà vườn Nhật Cường, và ngày hôm nay thì nghệ thuật bonsai sẽ làm một cái video clip rất là thú vị và đặc biệt là rất ý nghĩa. Bây giờ thì xin mời quý vị các bạn xem cái nội dung video hôm nay là gì nha. Chào toàn thể tất cả anh em cây cảnh trên cả nước, được sự hỗ trợ của tất cả các nhà vườn tới tặng những lãng hoa tươi thắm cùng một phần nho nhỏ, và cái phần nhỏ đó chúng tôi đã đưa vào một cái quỹ hỗ trợ tình nghĩa cho các hộ gia đình nghèo ở xã Cổ Loa. Hôm nay câu lạc bộ cây cảnh Đông Anh sẽ bàn giao cái nhà tình nghĩa đó cho gia đình. Xin chào tất cả anh em bạn bè chơi cây trên cả nước. Với những cái tấm lòng tương thân tương ái của tất cả anh em cây cảnh cả nước, đã góp một chút quà nhỏ cho buổi tổng kết cuối năm tại nhà vườn Nhật Cường, cũng như là đến chúc mừng cho hội cây cảnh huyện Đông Anh tổng kết cuối năm ngày hôm đó. Thì với cái số tiền đó, ngày hôm nay chúng tôi đi xây được một căn nhà tình nghĩa. Nhà vườn Nhật Cường cảm ơn tất cả anh em làng cây trên cả nước đã đến dự tổng kết cuối năm của năm 2020. Một chút quà để đưa anh em hộ cây cảnh cái quà cây anh từ những nhà vườn Nhật Cường đi chung từ thiện cho xã. Con nghe nó thông nó tận mọi đồng nó. Các bạn trung học phổ thông tu rất bản sao đấy, thí sinh bản sao tuân chứng. Phó chủ tịch bộ gia cảnh hiện tại mình. Đây là em Nhật này, chủ tịch xã này. Nhưng cũng ở bên hội sinh vật cảnh đây, anh chị Mai Trang nhà đó Mai này này. Ừ, thế vẫn nhớ đấy. Đây em Nghị là anh Nghị phó chủ tịch đây. Ừ, thôi mình cứ được nhận quà thiếu rồi. Hà chỉ tìm anh nhất nhỉ? Vâng, nói cho Hà biết. Hà ở đây có anh nào nhất? Anh nào nhất bầu trời là có thật, giải thưởng tới là có thật. Đây hôm nay mọi người, thế mọi người nhân tiện đây mọi người cho biết đi vậy. Vâng, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể gia đình ạ. Thì trong năm 2021 thì hội nghệ thuật cây cảnh Đông Anh có dành một phần kinh phí để hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong công tác là xây dựng nhà ở. Thì trong đó thì có gia đình của bà của chị Lê Thị Mai là thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Miết xã Cổ Loa, và qua một thời gian thẩm định thống nhất và xây dựng từ tháng 3 năm 2021 đến nay thì công trình nhà ở của bà Mai thì cũng đã hoàn thành. Thì ngày hôm nay thì hội nghệ thuật hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh cùng với chính quyền địa phương cũng về thăm nhà và cũng sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho hộ gia đình. Và về thăm gia đình hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu về hội cây cảnh nghệ thuật Đông Anh thì có anh Lê Văn Huynh là chủ tịch hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh, anh Nguyễn Quốc Anh là phó chủ tịch hội cây cảnh nghệ thuật Đông Anh, anh Trần Quốc Cường là chủ hộ nhà vườn Nhật Cường cùng toàn thể các anh em trong hội cây cảnh nghệ thuật Đông Anh. Về chính quyền địa phương thì xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Thị Lương là bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Xin trân trọng giới thiệu có anh Nguyễn Kim Nhật là chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Giới thiệu các đồng chí là thường trực đảng ủy, thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã. Về thôn thì xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Đăng Thức là bí thư chi bộ ở thôn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Hà là trưởng thôn Mít ạ. Sau đây thì xin trân trọng và giới thiệu anh Lê Văn Huynh là chủ tịch hội nghệ thuật cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh sẽ có đôi lời phát biểu từ chính quyền địa phương. Xin trân trọng.
chính không? Kính thưa các đồng chí lãnh đạo xã Cổ Loa, thưa các đồng chí thôn, tên là thôn Mít Cổ Loa, được sự đồng ý của đảng ủy, ủy ban dân xã Cổ Loa cho anh em hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh chúng tôi có một chút tấm lòng tình nghĩa để tặng cho các gia đình khó khăn của xã. Để thay mặt anh em hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh, tôi xin cảm ơn các đồng chí, chúc các đồng chí khỏe để công tác rồi. Còn qua đây cũng xin cảm ơn các anh em, các nhà vườn cây cảnh trên toàn quốc của anh em yêu thích cây cảnh đã có một buổi tụ họp tổng kết tất niên cuối năm 2020 tại nhà vườn Nhật Cường, có chút quà để cùng vào cái quỹ tấm lòng vàng để ủng hộ các gia đình khó khăn của xã Cổ Loa. Thay mặt anh em của cái cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh, tôi rất cảm ơn các tấm lòng hảo tâm của các anh em đã đến dự và có chút tấm lòng vàng các tình cho xây dựng cái quỹ người nghèo đó. Xin cảm ơn các anh em. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo xã, thưa các đồng chí trong ban lãnh đạo và thành viên câu lạc bộ hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh, thưa gia đình, thưa các đồng chí lãnh đạo của thôn, trong nhiều năm qua thì các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp đã luôn quan tâm ủng hộ đến các phong trào của địa phương, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhưng đối với đảng bộ nhân dân xã Cổ Loa và đặc biệt là gia đình vẫn đón nhận được tình cảm của các đồng chí, các ông bà hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh đã dành nguồn thu nhập của mình bớt chút tình cảm chia sẻ những khó khăn đối với nhân dân và cán bộ xã Cổ Loa. Đặc biệt là hôm nay vui mừng gia đình bà Lê Thị Mai được đón nhận một ngôi nhà bằng cái sự tình cảm của các đồng chí cũng như là toàn thể hội viên câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh. Chúng tôi rất mong là trong thời gian tới sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa tình cảm của các đồng chí và những chia sẻ của các đồng chí để người nghèo trên địa bàn xã Cổ Loa có những tình cảm và được chia sẻ về cơ sở vật chất, giảm bớt những khó khăn trước mắt và cũng góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Cổ Loa thực hiện thành công công tác giảm nghèo bền vững, phát triển thành phường. Và cũng không biết nói gì hơn, một lần nữa xin được gửi lời trân trọng cảm ơn, kính chúc sức khỏe đến các đồng chí và gia đình và chúc các đồng chí luôn có sức khỏe tốt, phát triển kinh tế và có nhiều những đóng góp hơn nữa về công tác xã hội. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể thành viên của hội sinh vật cảnh huyện Đông Anh. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo của xã, lãnh đạo của thôn và gia đình có một sức khỏe thật tốt và cũng mong đây gia đình chị Lê Thị Mai sẽ cố gắng vươn lên để chúng ta có những điều kiện sinh hoạt tốt nhất trong gia đình và rất mong gia đình quan tâm tạo điều kiện để chị Mai có sức khỏe tốt và đóng góp nhiều công sức cho xã hội. Xin được chân thành cảm ơn. Được chưa? Rồi, ok luôn. Ok. Chúc mừng chị nhá. Rồi. Nhà đâu? Cái nhà đâu? Cái nhà cũng có ở trong ảnh. Đây là nhà mới à? Đấy, nhà mới. À, thành quả và cái công sức đóng góp của quý vị anh em này. Này thì anh em Đông Anh này. Công trình hoa tuyệt vời, rồi một giường như khép kín luôn, khép kín luôn. Hai chỗ. Đấy, hoàn cảnh khó khăn của xã Cổ Loa, mua nhà mới, sửa soạn khang trang sạch sẽ, lát nền, nhà vệ sinh rộng rãi,
sửa sẽ khang trang. Hôm nay chúng tôi thực hiện cái việc làm rất là ý nghĩa. Chúc mừng anh em Cổ Loa đã có những sáng kiến. Chúc mừng anh em Đông Anh đã hiện thực hóa những cái giá trị để với cái tinh thần tương thân tương ái, lo lành luôn lá rách. Vâng, vậy là quý vị đã được xem cái chương trình tặng quà tình nghĩa mà nó xuất phát điểm từ cái việc là anh em Cổ Loa đã thay vì là nhận những cái lẵng hoa của quý vị vào cái buổi lễ tổng kết nhà vườn cuối năm 2020 thì đã chuyển hóa những cái lẵng hoa thành giá trị tiền mặt và truyền tải cái giá trị tiền mặt đó sang những cái giá trị khác. Và ngày hôm nay chính là cái câu chuyện mà chúng tôi đã kể cho quý vị, những giá trị nhân văn, tinh thần, lá lành đùm lá rách. Và anh em Đông Anh, những người yêu cây đã biết sử dụng những đồng tiền, những cái giá trị quý giá đó thành những cái giá trị mang tính lịch sử và mang tính nhân văn rất là cao. Hy vọng rằng cái ý tưởng này cũng sẽ được nhân rộng tại các cái chương trình khai trương nhà vườn, tổng kết cuối năm các nhà vườn hoặc các câu lạc bộ, hãy chuyển nó thành những cái món quà, những cái giá trị thật là ý nghĩa đến với cộng đồng những người nghèo, những người cô đơn, những người khó khăn trong cuộc sống. Và đó chính là tinh thần tương thân tương ái mà nó đúng với cái tình yêu, tình thương và những cái giá trị nhân văn của người dân Việt Nam chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.